Chào các bạn, nhân tiện có một bạn có một câu hỏi rất là hay. Đó là bạn nó hỏi rằng là nhà thầy lên nhà mới vừa bốc lại bát hương, liệu có phải thắp hương liên tục trong vòng 100 ngày hay không? Thầy cho em xin ý kiến. Thực ra đây là cũng câu hỏi rất là hay và tôi cũng muốn làm video để mà chia sẻ luôn với các bạn về cái việc này. Thực ra là cái việc mà bốc bát hương trên bàn thờ ấy, thì quan trọng nhất là chúng ta phải bốc đúng quy trình. Và thứ hai là bốc xong cần phải kiểm tra là có sự kết nối tâm linh hay chưa. Có thể sử dụng tầm long để mà kiểm chứng về cái điều này. Và tôi biết rằng có thể là trong quá khứ bạn đã từng được bố mẹ bạn hay là những người thầy nào họ tư vấn rằng là em bốc bát hương mới thì em phải thắp liên tục 100 ngày mới tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên bạn hình dung là khi mà bạn thắp hương ấy thì bạn bắt buộc nhé, phải thay hoa và quả mới và thay nước mới. Đấy, chứ không phải như các bạn là nhiều người là cứ mua hộp bánh để trên bàn thờ này, hoặc thậm chí là hoa quả thắp hương ra không bỏ xuống, cứ thắp đi thắp lại. Thì những cái việc như vậy là chúng ta bị phạm. Bởi vì các bạn hình dung là bây giờ bạn đã mời gia tiên nhà mình dùng một bữa rồi, sau đó bạn lại mời gia tiên dùng đi dùng lại, như vậy là không tốt. Và chắc chắn là nó sẽ không có sự kết nối về tâm linh. Đấy, nhiều khi là những cái điều mà chúng ta không biết ấy, thì tự nhiên lại thành phạm. Đấy, ngoài ra bạn thử nghĩ xem là bây giờ bạn cần duy trì 100 ngày mà ngày nào bạn cũng thay hoa và quả mới thì bạn thấy là liệu rằng là nó ảnh hưởng đến công việc của bạn không? Có nghĩa liên tục như vậy thì cảm thấy rất là mệt mỏi mà không cần thiết phải như vậy. Đấy, mà bạn thử hình dung là bây giờ một người mà cứ mời bạn, bản thân bạn đến nhà họ mà cứ mời đi mời lại 100 ngày, chỉ đến chơi một nhà thôi, đến chơi nhà họ thôi, thì bản thân bạn có thích cái điều này hay không? Đấy, bấy lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng là làm như vậy là tốt, làm như vậy là đúng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại trên một góc độ. Bởi vì thực tế ra thì rất nhiều thầy họ không có công cụ để mà kiểm chứng, vì vậy mà họ không biết được về cái điều này. Tuy nhiên là bản thân tôi cũng đã nghiên cứu về các công cụ mà mình có thể kiểm chứng được cái vấn đề này. Và tôi sẽ làm video sau để mà chứng minh cho bạn là những cái hoa quả mà chúng ta đã thắp hương rồi, chúng ta đã mời các cụ dùng, gia tiên dùng rồi, thì liệu rằng là thắp hương lại thì có cái sự kết nối tâm linh hay không. Thì tôi sẽ làm video để sau để mà chia sẻ thêm với các bạn. Còn về cái việc mà thắp hương 100 ngày, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải thắp hương 100 ngày. Cái điều quan trọng nhất là khi bạn bốc bát hương ấy thì phải bốc đúng quy trình, có cốt thất bảo. Đấy, bốc xong thì cần phải kiểm tra là bát hương nhà mình đã ra tiền đã về hay chưa, đã có sự kết nối tâm linh hay chưa, đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, thì đó mới là cái điều quan trọng. Đấy, chứ không nhất thiết là chúng ta ngày nào chúng ta cũng phải thắp hương trong khi mà đồ lễ thì vẫn như vậy, thành ra là bị phạm. Đấy, thì nhân tiện tôi làm video để mà chia sẻ với các bạn, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.